Rồi, mình xin chào toàn thể quý anh em nha. Tại vì có một số anh em người ta đặt mình đồ á anh em, đặt mình đồ của cục máy rim Thái nè. Cho nên là bây giờ mình quyết định mình trẻ máy rim Thái này ra nha anh em. Rim Thái 1996. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha. Máy đầu nồi nguyên zin cực đẹp. Hiện tại là bộ ốc máy mình đã bán rồi nha. Bộ ốc máy mình đã chốt cho khách rồi nha anh em. Từ từ mình sẽ báo giá, bây giờ mình sẽ bắn lửa ra, mình báo giá lửa với ba nắp luôn nè. Mình báo giá anh em nè, ba nắp rim Thái này nha. Đây, rim Thái 1996 này, made in Japan này nha anh em. Đó, made in Japan, ba nắp này phôi cực kỳ đẹp. Anh em có thể về sơn lại hoặc là gắn luôn gì đó tùy anh em. Ba nắp này là 1,2 triệu nha. Ba nắp, nắp nồi, nắp lửa mang cá rim Thái 1996, 1,2 triệu. Đấy. Còn nếu như anh em lấy luôn bộ lửa, ba nắp mà anh em muốn lấy luôn bộ lửa, lửa thì mình nói thẳng với anh em nó đẹp như tồn đó. Đây nè. Ừ. Dây báo số không đứt nối nha, dây không có đứt nối một cọng nào nha anh em. Bộ lửa rim Thái này nếu anh em nào lấy á, mà lấy luôn ba nắp thì mình khỏi mở cuộn lửa ra luôn, mình khỏi mở cuộn lửa ra cho nó quýp. Nè. Lửa là lửa Denso nè anh em, lửa Denso made in Japan. Đó. Lửa này giá trị nha anh em. Thì mình bán bộ lửa đó, với nắp luôn là mình bán cho anh em giá 4 triệu. Còn anh em mua lẻ bộ lửa này mình giao cho anh em giá là 2,8 triệu nha. Đó, anh em lấy lẻ bộ lửa này là 2,8 triệu nha anh em. Đó, có dĩa đề nha, dĩa đề là bao cọp cho anh em luôn. Ừ. Máy này chắc lắm nha anh em. Sơn đề thằng lằn đầy đủ cho anh em hết. Ừ. Đấy, bộ lửa này với ba nắp luôn là 4 triệu. Anh em lấy lẻ ba nắp, nắp nồi, nắp lửa mang cá là mình tính cho anh em bộ này là giá là 1,2 triệu nha. Củ đề, củ đề này á, anh em nào lấy mình chia cho anh em giá là 1,3 triệu. Củ đề của rim Thái mình bao anh em nha, cái đầu lam bên trong là không khuyết một miếng luôn nha. Làm thịt em nó luôn, đồ đẹp phải làm thịt mới có đồ đẹp phải không gì? Muốn có đồ đẹp phải làm thịt thôi nè. Tem cực kỳ đẹp luôn nè. Rim Thái 1996 bao anh em đầy im như xe điện luôn. Ừ. Đâu anh em đầy im như xe điện luôn. Cũ này là giá tính anh em giá 1,2 triệu đi. 1,2 triệu. Đó. Mình mẩy là cực đẹp luôn. Tem zin nha, chứ không phải mà tem dán lại tầm 7 tầm bạ nha anh em. Đây, GN5902 Mitsuba Thái Lan. Ốc là vàng khè nha anh em. Ừ. Củ đề này là giá 1,2 triệu nha. Rim Thái 1996, dây củ đề đẹp tuyệt vời. Đó. Nè, thấy không? Thằng lằn rồi là mình cho anh em đi theo hết, dĩa đề nè. Đó. Anh em lấy lửa với ba nắp luôn 4 triệu, dĩa đề bao đẹp. Đó, dĩa đề là GP4 này nha anh em. Ừ. Nè. Em thấy GP4 không? Này GP4 nè, thấy không? Đó. Bộ lửa này á với bộ ba nắp luôn á là 4 triệu. Còn anh em lấy ba nắp lẻ 1,2 triệu nha, nắp nồi nè. Anh em có thể về sơn lại cực kỳ đẹp nha. Em tháo cái bình xăng con ra trước đi Duy. Mình có cái bô e nữa nha anh em, có bô e nữa nha. Full bộ bình xăng con rim Thái 1996 này là giá là 2 triệu nha anh em. Đó. Thôi khỏi đâu gì ơi, xiết vô đi, xiết vô đi, ra đầu lòng luôn đi. Nè, để anh quay clip cái bình xăng con cái. Nước da nè anh em coi nè. Từ từ nha. Anh em coi nước da 7 màu luôn nè. Full bộ bình xăng con bao gồm là bình xăng con nè, ốc co xăng dưới, co xăng trên luôn nha. Bô e đầy đủ cho anh em, có bô e đầy đủ cho anh em nha. Bộ này là giá 2 triệu. Full bộ bình xăng con rim Thái 1996 giá 2 triệu, mã 88 đầu. 88LCKL12. Nước nhôm là 7 màu luôn. Bình hồi tối mình có quay một lần rồi nha, đã vệ sinh sạch sẽ rồi nha anh em. Về chỉ việc lên xe lắp là dùng thôi. Bao đẹp. Full bộ bình xăng con rim Thái giá 2 triệu, bao guarantee nha, tại vì đang trên xe đang chạy nha. Ốc máy mình chốt rồi nha anh em. Ừ. Bây giờ anh em mình tiến hành xuống đầu lòng. Đầu bên lửa này đẹp không cưng? Đẹp. Máy rim Thái này rã nhanh mà anh em, tốc hành.
Trời ơi, cái cây dên. Đó, dên đẹp. Gì con? Ông gì? Ông nội. Ông nội ở nhà. Ông ngoại hả? Hả? Ông nội đâu? Ông nội trong nhà đâu? Đi vô. Ông nội trong nhà. Ông nội trong nhà. Thôi con đi vô đi. Nó khích cái gì vậy? Con sợ cắt gòn. Ok nha anh em. Đầu lòng này mình rã ra là khui bia nha anh em. Ốc máy đẹp lắm anh em ơi. Cốt tải nè, anh em coi cốt tải nè. Máy rim Thái đời Đông Đan nha anh em, 1996. Rất đầu lòng trước luôn đi. Một 996 anh em. Ốc bên nồi đẹp cực kỳ luôn. Đi con. Đi vô đi, mày vô nhà với mẹ đi. Rồi, xuống đâu. Gỡ gỡ cái ốc chân nồng chưa? Rồi phải không? Rồi ra đầu lòng đi. Đây, ra đầu lòng nha anh em. Rách miếng ròn hả? Không giật nổi đâu em ơi, dính khăn lắm, giật ra luôn đi. Ra gòn gì vậy? Ra luôn rồi. Trời ơi, trái đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Nó trái cọp dữ dằn luôn nha anh em. Tí nó đi xuống đầu lòng mình cho anh em coi. Đầu lòng này trái nó cọp dữ lắm nha. Đó, chơi là rã trực tiếp gì cho anh em để mà anh em mình biết. Ừ, máy nào nó đạt, máy nào nó không đạt. Lồng sắt cũng dính cụ sông nữa sao. Không lẽ xui đến vậy sao? Ra đó. Dướng dướng ron kìa. Nè. Đó, xuống đầu lòng rồi nha anh em. Rút ra từ từ, nó bót lắm. Nó bót lắm, mấy trái bê tông zin nó bót lắm, từ từ rút ra. Em kiếm cái ấy, cái kèm mỏ quả. Kiếm kèm mỏ quả em quấu lên em rút nhẹ nhẹ ra, nhích nhích ra. Nè, cái dên sát thủ luôn. Bao chuẩn luôn. Kiếm cái kèm ấy. Kèm. Cái kèm mỏ quả mà quéo quá. Nè, nhưng mà em lật cho nó ngay lại mới được. À vậy ha. Ừ. Lật cho nó ngay bê tông nó mới được. À, rồi kéo ra, kéo nhích từ từ ra. Kệ ra luôn đi, ra luôn cũng được nó, không sao đâu. Nè, anh em thấy không? Chưa có đóng khói gì hết trơn nè, cái này mình rút cái bê tông ra cho anh em coi luôn. Rim Thái nó giống như quay Thái 110 đời 99 vậy đó. Là bê tông của nó là nó không có, nó xài một cây N5, cây N5 nha anh em, cây trên là cây xúc bắp xăng là cây N5 nha. Đây anh em nhìn cho kỹ. Dính cọp. Ừ.
một cây N5 nè anh em thấy không, một cây F6, cây N5 chưa đóng khói luôn nè, thấy không, N5 nè, F6 nè, chân buri nè, chuẩn săn lửa màu gạch tôm nè, thấy không, đó, nó còn ba cái ba giới dính đây là bình thường nha. Máy này mặt võng lồng đẹp dữ dằn lắm, trông nó gấu mà. Đó, đầu lồng này mình bán anh em giá 6 triệu, bê tông là bao căng luôn, chưa có đóng dơ gì, mới rã lần đầu tiên nè. Đó, thấy không, ở tăng đa nha anh em, 6 triệu. Anh em nào chơi liên hệ mình, còn full bộ bình xăng con này là 2 triệu nha. Bây giờ anh em mình tiến hành rã cái chuẩn bị rã bộ nồi, rã than bố số để trên đó hết cái điện lạc em. Rã bộ nồi dành cọp, dành gấu rồi. Hả? Ừ, cái cản đang đơn nó gói đi. Giờ này còn gói hàng cho anh em chưa xong nữa nè, gói nè. Sẵn có thằng em ở đây kêu nó phụ luôn. Đầu nồi nguyên xin. Chịu chưa? Chịu chưa? Chừng gãy ốc nha. Cắt 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 gì đúng không? Đó, máy viên gã là cắt 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 vậy. Em gặt á anh Vịnh cho, em gặt mà nghe cắt là đã lắm. Nè anh em thấy không, máy gì người ta rã ra con ốc trắng từ trong ra ngoài nè, nè không có miếng bận nữa, thấy không, máy nồi zin chưa chạm mà nó vậy đó nè, thấy không anh em đó. Nè không có một miếng bận anh em thấy không, tất cả nó phải như vậy. Anh em nào đang bộ nồi này là bao anh em chạy cực kỳ bốc và em không một tiếng hú gió luôn nha. Đó, bộ nồi này coi anh em nào đang xài quay Thái 100 rim Thái gì đó, có xài alo em. Mốt tiến hành chơi vừa quay 110 vừa rim Thái gã cái máy khác khác thì cho anh em chơi. Lên nè, nhóm nhóm gì, tiếng nhóm nhóm gì. Gì vậy? Trời ơi. Ken nó dội lọc chục nước luôn, hiếu ra mày đỡ Ken lên coi. Đứng dữ hả? Tưởng Nga lấy cái búa ấy nè, em gõ đây nè. Lấy búa sắt á. Ừ, dỗ dưới vỗ lên nhẹ nhẹ lên. Đừng để nó kênh cái bông mai á. Đó, lên rồi đó. Nè, nồi còn đáp luôn nè, còn chữ luôn nè. Anh em thấy không? Nồi còn đáp còn chữ luôn nè. Rim Thái 1996. Trời ơi. Bộ nồi. Bố tôi rối luôn nè anh em. Mày lấy dít đóng đóng em mày. Dặn ra không? Ra đây anh Vịnh cho. Chưa, chờ anh cái. Đó, ừ đúng rồi gì đó. Cái đời mà xài cái con vít này nè, phê hơn. 1996. Mã nồi là GN8 AAP. Bộ nồi này khi mà xuống chuông tí xíu nữa mình báo giá cho anh em. Nói chung bộ nồi này tầm khoảng 5 triệu, 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Nhưng mà mình nói thẳng với anh em, những bộ nồi như vậy nè, anh em xài mới chắc cú. Đó. Nè, chưa một lần dấu mỡ luôn nè, thấy không? Làm dấu không anh không? Hả? Làm dấu không? Lấy cái chiếc lông làm dấu đi em ơi. Dấu cũng chắc. Khui đi, khui nắp nắp này để anh cho anh em ta coi cái em kiếm cái vít nãy lên. Con tao anh em tao coi tao biết nồi zin mới rớt lần đầu. Trời ơi cái ron nó nữa có gì vậy thay. Nè anh em xem nè.
Anh em thấy không? Nồi người ta là nồi zin. Mới rớt lần đầu, không một dấu vết, anh em thấy không? Nè, quéo nồi nè, chưa có dấu tích gì luôn nè, thấy không? Đó, như vậy nó mới đỉnh chứ. Rồi, bây giờ anh em mình tiến hành xuống nồi luôn. Rồi mình sẽ báo giá cho anh em. Bộ này là nó tầm khoảng 4 triệu rưỡi, 5 triệu, tí nữa mình sẽ báo giá. Nhưng mà mình hứa uy tín cho anh em, nồi này cực kỳ whip. Hứa luôn, tại vì trên xe chạy nó phê lắm, bố còn tươi đói nè. Trời ơi, trời bơi luôn rồi. Đè nó xuống em. Em không đè nó chạch đầu, nó hương ốc ủng xấu. Ừ, vậy đó. Lấy cái dặn ra luôn, lấy cái đầu đứa dặn ra luôn em. Dặn nó ra luôn cho nó đẹp ốc của người ta lúc mà mình... Ừ, nè, không có dấu gì về anh em gắn nó đẹp ha. Trời ơi, còn dính con nữa hả? Đấy. Chạy chút xíu nó gỡ ra đưa cho anh em á, nói đẹp không? Chịu khó anh chút xíu, thủ công xíu anh em, nó đẹp không? Anh giấu đi. Nồi rim Thái 1996, bộ nồi này chắc em bán tầm khoảng 4 triệu rưỡi cho anh em. Ron đen nha, máy ron đen nha anh em. Đầu lòng là 6 triệu. Nói chung đầu lòng này gấu nha anh em. Đầu lòng này mình thấy, cảm thấy anh em chơi ngon. Lên đi, lên đi, lên nồi đi. ET18 nha anh em. Đừng có cái lòng, lòng mà. Không có lỗi một cánh gió gì luôn nha anh em. Còn anh em muốn chơi đầu lòng cúp tôm cọp mình còn luôn, 8 triệu. Đó, cò chưa chỉnh nha. Đó. Rồi xuống đây luôn đi. Xuống đây luôn đi chi. À. Đây, nồi đã xuống nha anh em nha. Đã xuống nồi nha. Nè mình cho anh em coi lại đầu lòng nữa, đầu lòng này gấu nha. 6 triệu nha, ron còn hết luôn nha anh em. Không rách ron luôn. Đó. Hai cái xúc bắp là chưa đóng khói luôn. Thấy không? Mới rã lần đầu thì bộ đầu lòng này mình bán 6 triệu. Dặn ốc rồi vô cái chuyện của lạc. Còn bộ nồi này nè, cò muỗng của nó đâu em? Cò muỗng này anh ngồi chọn ra, cò muỗng ốc chỉnh nồi đầy đủ. Lên bia. Trời ơi trời, cái chuông bà đậu với cái chuông không giận luôn. Chuông chưa miếng giận luôn nè anh em coi nè. Chuông chưa miếng giận luôn nè anh em, thấy không? Ôi trời, cái chuông. Bộ nồi này bán 5 triệu nha anh em. Cái chuông không một miếng giận là gì luôn. Đó. Chuông không giận luôn nè anh em thấy không? Mình nghiêng luôn nè. Nó chuông zin rất là dày anh em thấy không? Chuông không giận một miếng là gì luôn. Đó. Nồi cọp luôn nha anh em, chuông không giận luôn. Có đánh dấu nồi nè anh em, ráp ngay dấu là lụm. Chút nó có tiếp nghe không? Nè, bố ba càng còn đóng đáp luôn nè anh em. Thấy không? Trời ơi, cọp luôn anh em ơi, 5 triệu anh em ơi. Không có mắc đâu. Trời ơi trời. Còn đóng đáp luôn nè anh em. Quá trời bộ nồi rồi. Cái bố ba càng nè anh em. Cực kỳ luôn anh em ơi. Trời ơi, 5 triệu nha anh em. Nồi cọp nha, để mình chào ông anh mình trước cái, tại vì ông dặn sớm giờ. Cực kỳ. Bộ nồi này giá 5 triệu nha anh em. Khẳng định với anh em là nồi cọp nha. Tí mình chụp hình cho ông anh mình coi trước cái, tại vì ông dặn trước cái. Bật đạn đâu em, gắn vô cho nó rồi đi. Ừ, cái nào cho nó xong cho nó rồi đi. Bắt cái này vô nè.
bao đẹp. Nói chung về là dùng ngay anh em ơi. Bộ này mình bán anh em giá 5 triệu nha, anh em có xài liên hệ mình nha. Rim Thái 1996 bao cọp luôn, full cò muỗng, ốc chỉnh nồi luôn, máng nhớt luôn nha anh em. Ốc bắt máng nhớt đầy đủ luôn, 5 triệu. Anh em có xài liên hệ mình. Đó. Rồi, bây giờ em chẻ bụng giữa đi, anh vô. Bây giờ anh em ta tắt video cái ngàn, lát nữa em ghép lại nha anh em, để cho tiến hành thằng em cho nó chẻ cái máy giữa này ra. Cái dên lóc này là mình báo giá cho anh em trước luôn á, dên lóc 3 triệu đó, bao đủ thứ cho anh em luôn, bộ nồi cỡ đó là anh em hiểu ha, bộ nồi đầu lòng cỡ đó anh em hiểu ha. Rồi vậy nha anh em. Anh em coi nè, đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn nha anh em. Dên cứng ngắc luôn. Búa đỉnh luôn nha anh em. Dên. Trời ơi số, để anh coi nè. Úi ôi số, úi giời ơi số đen thui luôn. Trời ơi số quà mẹ uổng quá, số 2 nó phớt nhẹ hết hai răng à. Ừ, rồi để ra đi. Đây nè, anh em, hốc bơm mới rớt lần đầu luôn nè. Đó, thấy không? Thiên Thái nè nha, G6 nè nha anh em, bao tất cả lỗi lầm cho anh em. Đó, mới rớt lần đầu. Ốc sợi nhớt đồ không lỗi luôn nha anh em. Răng ốc các chân là ok hết. Bao anh em luôn, tay cứng ngắc khích gịch. Dân Rim Thái. Tay cứng ngắc khích gịch. Đầu lửa nè. Cực kỳ luôn. Không một miếng quằn là gì. Tán qua lăng mới bắn lần đầu. Tay dên GF6 này nha anh em. Thấy không? Ừ. Bộ dên lóc này bán cho anh em giá 3 triệu. Tìm thấy 1996 máy ra đà rã ra đạt không sót một ngón luôn. 3 triệu. Không bị sót luôn nè. Đó. Bao chuẩn chỉ cho anh em lên xe. Ừ. Bộ dên lóc này 3 triệu. Còn bộ số nè. Không mấy anh em mua cặp lóc đi cho nó ngon. Mình bán cho anh em như vậy nè. Dên lóc. Với nếu anh em mua cặp lóc này luôn á, nếu anh em lấy luôn cái lóc số này luôn á, mình tính cho anh em giá là 3 triệu rưỡi. Dên lóc với lại lóc số luôn, dên lóc bơm lóc số luôn là nguyên cặp lóc luôn. Là mình sẽ tặng cho anh em 4 cây cùi xong luôn. Là mình tính anh em 3 triệu rưỡi. Đó. Bao đủ thứ cho anh em lên xe. Đó.